Mini Pebble là một cái sản phẩm flycam cam cao cấp được DJI ra mắt vào cuối tháng 4 vừa rồi các bạn ạ. Và từ thời điểm đó cho đến nay thì đây là chiếc flycam gần như là hot nhất của DJI. Nó được hỗ trợ trang bị cái anten kép để nâng cấp được cái khả năng truyền video ở khoảng cách lên đến là 12 km, công nghệ quay video 4K 60 frame vẫn như là E2, tuy nhiên nó được trang bị cảm biến hình ảnh là 1/1.3 inch, cảm biến lớn hơn so với E2 và Mini 2. Và cái điểm nâng cấp cuối cùng đó là cái cảm biến vật cản ở trên Mini Pebble, có ở trước, sau và phía dưới bụng của flycam, giúp cho nó đảm bảo được cái độ bay an toàn hơn. Khả năng kháng gió của Mini Pebble đó là tốc độ gió lên tới 10.7 m/s, tương ứng với khả năng kháng gió ở cấp độ 5, và chúng ta có thể bay ở cái môi trường ngoài biển có gió vừa vừa là chúng ta vẫn bay được.